anh sẽ chờ em dù mình xanh kia có càng khô. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn khai triển hình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn khai triển một cái ống chữ T, chữ Y. Đó, nó cắt ngàm giống vậy. Rồi trước tiên là mình phải đại khái là mình phải vẽ, nếu mà mình chiếu hình chữ Y này á thì mình phải vẽ giống nó luôn. Mình vẽ cái hình chữ Y ra luôn. Là cái ống mình sẽ cho nó là 100. Trước tiên là mình gạch thẳng đứng lên trước. Đó, cái chữ Y này là mình nghiêng nó khoảng 45 độ. Rồi để mình biết được chính xác cái độ á, là mình phải mình nếu mà muốn biết chính xác á, là mình phải có thước nha, mình phải có thước đo độ. Đó, trước tiên thì là mình chiếu một cái hình gì đó là mình phải vẽ giống vậy luôn. Tại vì mình cắt ngàm nó làm sao là mình phải vẽ cái ống ra giống vậy. Đó, thấy không? Đó là mình trước khi là mình phải vẽ một cái hình chiếu ra, tại vì mình muốn cắt cái ngàm mà nó vị trí nằm ở chỗ đó là nó bao nhiêu độ đó, là mình phải vẽ hình ra rồi mình mới chiếu hình. Còn mấy cái chiều dài này là mình tự cho nè, chủ yếu là mình lấy cái ngàm này đựng cho nó ăn vô cái ống thôi. Đó, mấy cái chiều dài này là muốn cho nhiều cho tùy theo mình đo cái kích thước của mình. Chia nó ngay giữa là mình gạch nó ngay giữa luôn, gạch giữa tâm luôn. Rồi bắt đầu là khi mà mình chiếu hình nó cắt nhau là mình phải quay hai cái đường tròn. Đường tròn một ống trên đây rồi một đường tròn ở dưới đây. Mình chỉ quay nửa cái đường tròn thôi. Khi mà mình chiếu hình và cắt ngàm của cái ống là bắt buộc là mình phải quay nửa cái đường tròn.
Rồi cây kim ba là mình vẫn giữ nguyên vậy, là mình chia ra nó làm 6 phần luôn, là mình đặt qua bên đây, mình quay qua. Là cái kim ba mình vẫn giữ nguyên ngay cái tâm đó, đó là mình chia nó luôn. Rồi mình chia trên đây luôn, cây kim ba vẫn giữ nguyên ngay cái tâm, rồi đặt qua bên đây. Rồi bắt đầu là mình đánh số vô. 1 2 3. Tại vì cái mặt này nó cắt ngàm á, nó không có đều nhau, là mình đánh số vòng qua luôn. Ba bốn. Năm, sáu, bảy. Rồi cái này là cái hình mình, tại vì mình cắt ngàm á, mình cắt ngàm nó không có giống nhau như cái hình chữ T, là mình đánh dấu là qua số 7, qua tới bên đây là số 7. Còn dưới này á, là mình muốn đánh dấu cũng được mà khỏi cũng được, chủ yếu là mình chỉ gạch qua thôi. Mình cũng ghi cho nó là 1, 2, 3, 4. Ở dưới đây là mình khỏi cần đánh số cũng được, chủ yếu là mình đánh số trên đây thôi, đừng hồi là mình chiếu hình ra. Rồi bắt đầu là mình mới gạch thước thẳng xuống ngay mấy cái đường này thẳng vô nè, là mình muốn gạch thẳng được là mình gạch thước vuông. Mình đặt thước vuông trên đây, mình gạch một đường đi rồi mình mới gạch thẳng xuống. Rồi bắt đầu là mình canh theo về, là mình gạch thẳng xuống ngay chỗ số 6, là gạch thẳng xuống. Rồi số 5. Khi mình đã gạch cái ống trên này xong á, là mình tới gạch dưới đây, mình chỉ gạch có phần nửa ở trên nè. Rồi bắt đầu mình vẽ để coi, mình vẽ viết mực lại cho mình dễ thấy. Rồi trước tiên là mình nhìn vô ngay giữa nè, là nó giao ngay giữa này là một điểm nè, là mình lấy dấu vô. Rồi ngay chỗ số 3 nè, ngay mấy cái chỗ mà nó giao điểm này là mình lấy dấu nè. Rồi chỗ số 6 nè, chỗ số 5 nè,
Đó, mình lấy cái tay mình gà xuống vậy nè, là mình gạch ra nè. Đó. Rồi bắt đầu là mình nối lên nè. Tất nhiên là khi mình gạch mấy cái đường này ngang qua rồi gạch gạch mấy cái đường này xuôi xuống là nó ra được mấy cái giao điểm nè, là mình nối lại. Tất nhiên là cái hình nó chiếu nó cắt ngay chỗ đó. Rồi bắt đầu khi vậy là mình gạch ngang qua đây. Đầu là mình gạch ngang qua đây là mình đã có được một cái hình chiếu. Rồi bắt đầu là mình lấy phi 100 nhân 3.14 bằng 3.14 chia cho 12 bằng 2/6. Nhân 3.14 bằng 314 mình chia cho 12 bằng 2/6. Rồi bắt đầu mình mới lấy tờ giấy khác là mình vẽ qua. Trước tiên là mình đo qua là 314 trước nè. Tại vì trước tiên là mình phải đo cái kích thước chuẩn của cái phi trước là mình gạch qua là nó chính xác. Rồi mình mới chia cái này ra là khoảng cách là 12 phần bằng nhau. Tất nhiên là chia ra là nó còn là được 2/6. Tiên là mình đo qua là 314 nè, đừng cho cái kích thước này là mình chuẩn ngay cái lần này, còn ở chứng giữa nhiều khi là mình chia nó lệch chút xíu cũng được nữa, tại vì nhiều khi là mình chia là nó có thể là nó không đều á. Bởi vậy là trước tiên là mình phải đo kích thước 314 trước. Rồi bắt đầu là giờ là mình đánh số theo giống bên đây là 1 2 3 4 5 6 7 nè. Rồi bắt đầu đánh với sáu số 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1.
Rồi khi mình đã đánh dấu xong là mình lấy cái kích thước bên đây là mình chiếu vào bên đây nè. Rồi trước tiên là mình lấy số 1 nè. Tiên là mình đặt cái kim ba vô ngay chỗ số 1 nè. Rồi số 1 thì nó có hai số. Rồi bắt đầu là tới số 2. Rồi số 2 là mình lấy qua đây là mình gạch lên. Rồi bắt đầu là tới số 3. Rồi bắt đầu là tới số 4. Rồi số 4. Rồi tới số 5. Rồi tới số 6. Rồi số còn lại là số 7. Rồi thế là mình đã chiếu hình qua xong là mình nối mấy cái điểm này lại. Rồi thế là mình đã chiếu hình mình vẽ xong rồi nè, mình sẽ cắt ra mình dán lại cho mấy bạn xem. Đã hoàn thiện xong một cái ống cắt nhàm hình chữ Y. Nè thấy không? 8 chính xác cho bộ, giỡn đâu. Rồi đại khái là mình muốn chiếu một cái hình gì mà cắt ngàm ống á là mình phải vẽ hai cái ống đâm xuyên nhau đó. Là tất nhiên là mình vẽ cái ống này là nó nghiêng 45 độ á, còn mấy bạn muốn vẽ 30 độ hay là 40 độ gì là mấy bạn là phải có một cái thước đo độ là nó mới chính xác được. Để mình kiểm tra lại cái độ của nó. Rồi. Video mình đến đây là kết thúc. Xin chào mọi người.